trong bài kinh rớt tán số 8 nha, chúng ta vẫn còn đang ở trong bài kinh rớt tán số 8, chỉ mới đến cái đoạn số 3 thôi. Ở đây đoạn số 3 ở đây. Xin lỗi các thầy các bạn. Rồi, trong cái đoạn số 3 có nghĩa là gì? Trong cái đoạn số 3 bữa trước thì chúng ta có đi sâu qua nghĩa rồi ha. Nhân kinh chí viết tăng ý đá qua hút răng qua. Sắc ghê xúc qua giá rá tá năng bánh đi tăng. Nã nô sa măng ác thiết tá tha gá tê ná. Y đăng bút bê. Y đăng bút đề. Rá tá năng bánh đi tăng. Ê tê ná sắc ghê ná xúc quá tiết hồ tú. Vì này nhắc lại nghĩa chứ bà kể đi cho sư cơ nghe. Vậy này còn nhớ nghĩa không? Dạ. Dạ thưa sư. Dạ rồi. Bất cứ tài sản, bất cứ tài sản nào ở đời này, đời sau, ở cõi trời, cõi trời, sắc kia xuống, hoặc là châu báu tối thượng nào không có sự ngang bằng với Đức Như Lai. Đúng rồi. Của chúng ta vật báo này Đức Phật là châu báu tối thượng. Ở đây chúng ta là y đăng rất tăng năng bánh đi tăng hồ tí bút đề, tức là đây là cái điều cao thượng quý báu về Đức Phật ha, mang nghĩa rằng tức là Đức Phật là cái vật báu tối thượng ha. Rồi với cái lời chân thật này ha, et nó sắc chia nó sư quát cái hồ tú mong cho gì, mong có cái sự mà an lạc an lành ha. Rồi cảm ơn cô nhận. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái đoạn này, bữa trước là chưa có đọc đúng không? Rồi bây giờ xin mời mong vị Hoài đọc luôn, mời cô Trang đọc luôn nhận. Yeah. Vô ba sám mana thăng bút đà đi vú ná bác ca sá nê ná chá đê quá ma nô sa năng nam má sá quá ná thăng giang kiên chí quý tá quý tàn tí a đi nà ná dê ná sát chá quá chá năng ba chun chí chí tú ma rá hồ tát thá giang kiên chí tí Aniya mita wasena anawaste sang ariya di yati yang kinci tatha tatha waha rupa rupa gang wittanti danang tanhi wittin chaneti ti wittang idawati manusa lokang nis disati hurangwati tato parang asase sa lokang tena cha thabe to manuse Sapaloka, Yahane, Bate, Sakesuwa, Ti, Barato, Gutata, Tabetoa, Manose, Cha, Sake, Cha, Awase, Sanang, Nagasu, Banna, Dinang, Yahanang, Wei, Titapang. Dạ, thưa sư, con đọc xong. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì đây? Trong cái đoạn kẻ số 3 của bài kinh Ratanasutta hả? Khởi đầu cho cái từ mà gọi là văn kinh chí vít tá hả? À, tức là vít tá có nghĩa là tài sản, là báu vật. Là tài sản là báu vật nào? Bất kỳ cái báu vật, cái tài sản nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy động từ chúng ta sẽ được hiểu ngầm trong đây.
Và trong đó chúng ta có một số cái biến quá khứ phân tử, ví dụ như là dasetoa. Ví dụ ở đây dasetoa từ đó mình dasete thì anh trình bày cho thấy. Trình bày cho thấy cái gì thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu upaka, upakaraka và vang ha. Upakaraka tức là cái sự giúp đỡ, hỗ trợ. Rồi pawa. Như vậy chúng ta dùng theo nghĩa rất là ở đây là đối cách cho cái dasi toa, tức là để cho thấy cái sự mở trợ giúp, mang nghĩa rằng tức là đem đến lợi ích đó. Ở đây tức là devata su manusa năng ở trong chúng thiên như vậy, hoặc như là đã cho thấy cái điều lợi ích đến nhân loại ha. Và bên trong chư thiên. Và kế tiếp là tê xăng upadawa vupasamanakhan. Upadawa ở đây tức là cái gì? Tức là sự bất hạnh ha. Em chỉ cho ba cái điều phía trên đó, là ba cái tai họa, ba cái bất hạnh, nạn đói, dịch bệnh, cũng như là cái việc mà phi nhân ha, quá hiện như vậy. Vupasama ở đây tôi dành từ mang nghĩa ra tức là làm lắng dịu ba cái điều mà bất hạnh như vậy. Ác tham tức là với mục đích ha, là làm lắng dịu. Buddha đi bú ná tức là về ân đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Ở đây chúng ta sẽ có Bakka Sanna, Bakka Sanna ha. Bakka Sanna ở đây chúng ta dùng nghĩa tức là danh từ theo Bakka Sanna tức là sự chói sáng, sự chiếu rọi nhờ vào ân đức của đức Phật, đức Pháp và đức Tăng, với mục đích tức là để lắng dịu những cái điều thống khổ, những cái điều bất hạnh như vậy. Rồi chúng ta có là Dewamanusana ha. Manusana. Dewamanusana là cái thứ tư, cái thứ sáu số nhiều. Dhammasavanang. Dhammasavanang với cái mục đích để lắng nghe pháp đối với chư thiên và nhân loại. Và ha, chúng ta có và đây này. Đấy. Phía sau chúng ta có là chia theo các thứ tư, các thứ sáu đúng không? Cho ha, đến hoặc là cho chư thiên và nhân loại, thì phía trên chúng ta có là tê xăng. Đấy, chúng ta cũng chia cùng cách như vậy. Và ở đây chúng ta có hai cái mục đích. Một là mục đích gì? Là để lắng nghe pháp, là để cho chúng chư thiên và nhân loại lắng nghe pháp. Thứ hai nữa tức là cái gì? Để đem đến cái sự mà lắng dịu ba cái điều mà nguy khốn đó. Cho dân chúng ở đấy, tê xăng ở đây. Và chúng ta có cái gì nữa? Sách giá quá cha năng, sách giá tức là cái lời mà chân thật này. Ba dùn chi tung, ba dùn chi tu mà ca rô, ba dùn chi tung tức là nguyên thể, và rắc đô, động từ sở định hữu hành cái này. Ba dùn chi tung ở đây chúng mình nghĩ tức là áp dụng, như là trói buộc, quá khứ, nguyên thể, áp dụng, như là trói buộc, rắc bắt, khởi đầu, như là bắt đầu. Ở đây chia theo chủ cách ha. Như vậy liên hệ đến cái việc mà gọi liên hệ đến cái việc mà dùng cái lời và chân ngôn bằng cái gì, bằng cái cách thức, tức là bằng cái câu gọi là văn kinh chí quyết tăng này, với mục đích là gì? Với mục đích là để cho chúng chư thiên và nhân loại nghe được pháp, và cũng là cái gì, nghe được pháp hay lắng nghe pháp nhờ vào cái gì, nhờ vào cái sự chói sáng về những ân đức Phật, đức Pháp và đức Tăng, và chá này và cái gì, và mục đích đó là làm lắng dịu những cái khổ, ba cái nguy khốn mà sau khi mà trình bày cái gì, ba cái nguy khốn mở cho chúng chư thiên và nhân loại đó, mà sau khi nêu rõ ra được, mà sau khi gọi là thể hiện ra cái sự mà gọi là trợ giúp, hỗ trợ ha. Bởi vì cái câu đầu và câu hai đó là cái gì, tức là sau khi mà gọi là khuyến cáo những chúng sanh mà bù tá tức là anh chị, tức là manusá bao gồm tất cả mà tức là hóa sanh cho đến các vị mà phạm thiên như vậy luôn, bao gồm như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này bù tá chúng ta dùng manusá mà, thì các vị đó nên có cái gì, nên có cái từ tâm, và cũng như nên có sự mà che chở hỗ trợ cho những người mà đã ngày đêm mà gọi là
có cái lòng thương tưởng, nhớ tưởng đến các vị như vậy. Rồi sau khi mà tán thán bằng cái vấn đề tức là các tài sản, các vật báu ở đời không có cái gì mà nó sánh bằng bằng cái gì, bằng Phật bảo cả. Chính do cái lời mà chân thật này ha, cho nên mong cái sự mà an lạc đó là chân ngôn như vậy, để mà thấy hiểu rõ được ha. Để mà hiểu rõ hơn nữa, chúng ta đi xuống cái phần dưới này, chúng ta sẽ thấy rằng tại sao mà Đức Phật được gọi là một 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 gọi là Ratanabani tăng ha. Tức là châu báu mà tối thượng, gọi như là báu vật mà tối thượng. Ở đây là này, văn kinh chi tiết, được gọi là văn kinh chi tiết tức là cái gì? Ở đây Bariya đi gia tí hả? Bariya đi gia tí thì chúng ta dùng cái nghĩa đó là nêu ra. Nó còn có nghĩa là cái gì? Nó còn có nghĩa là hủy hoại nữa nha. Nêu ra. Anawasisan. Chúng ta tắt Anawasisan tức là nát của Awasisan hả? Awasisan còn lại, mà không còn lại tức là gì? Là hoàn toàn, sử dụng như một tính từ. Rồi Ani Yamita tức là cũng ná, cộng với Niyamita tức là tính từ luôn, cộng với Wasi nhé. Với cái gì? Với cái sự mà không có Niyamita tức là sự trộn lẫn, tức là không có xen kẽ, không có xen kẽ mà hoàn toàn như vậy. Văn kinh chí ở đây tức là cái gì? Là bất kỳ cái tài sản nào mang nghĩa rằng tức là cái gì? Cái việc mình nêu ra cái sự mà hoàn toàn mà không có cái sự mà loại trừ, cái xen kẽ mang nghĩa rằng không có trộn lẫn chứ là không có sự ngoại trừ ha. Tức là không phải là chỉ có những cái vật báu này thôi mà bao gồm tất cả các vật báu ở đời trong tam giới này cũng như vậy, thì chỉ có Phật, Đức Phật á, cái ân đức của Đức Phật á, mới gọi là cái châu báu tối thượng thôi. Ở đây văn kinh chí tức là bất kỳ cái châu báu này hả, văn kinh chí quyết tăng đó. Người ta dùng cái cách này để trình bày rằng tức là cái gì, là bao gồm tất cả. Cho nên mới gọi là văn kinh chí tất tháo vô ha rupa rupa, chúng ta tách ra vô ha rác cộng upagamat nha. Upagá ở đây tức là từ upagacchati đó, là đi đến. Mà vô ha rác có nghĩa là cái cách dùng, cái sử dụng, cái cách cách dùng thông thường đó. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra vô ha ru hả, tức là cái việc mà dùng mà phổ thông ở đây, ở đây, ở đây, ở đó hả, mang nghĩa rằng là cái gì, tức là bao gồm tất cả chứ không có ngoại trừ hoặc như bỏ sót ai cả. Đây là cái cách dùng mà phổ thông hả. Rồi hơn nữa tức là quyết tăng, quyết tăng ở đây nó đồng nghĩa với cái đa năng, có nghĩa là tài sản, có nghĩa là châu báu, có nghĩa là của cải vân vân. Rồi cái tiếp là tăng hí quyết tinh cha nê ti tí quyết tăng, tăng hí tức là tăng vọng hí là thật vậy. Cha nê ti tí chúng ta tách ra là cha nê tí cộng với ý tí. Cha nê tí có nghĩa là cái gì? Là tạo ra. Mà ở đây quyết tin ha, quyết tin ở đây chúng ta đối cấp mang nghĩa rằng tức là cái gì, sự hạnh phúc hoặc như là tài sản. Nó chữ quyết tin này nó có nghĩa là hạnh phúc ha, sự thỏa mãn cũng như có nghĩa là tài sản. Như vậy tên là gì, cái vật mà gọi là mà tạo ra cái sự mà hoan hỷ, cái sự vui thích cho người ấy thì cái đó được gọi là cái gì, là tài sản, là của cải thôi. Một người mà ví dụ như mà có tài sản, có của cải, thì thật sự người đó không cần phải bận tâm, không cần phải lo nghĩ nhiều cả. Còn đối với cái người nghèo, đối với cái người mà không có cái phước vật đó, thì không khi nào mà không có, họ không nghĩ về cái vấn đề gọi là mưu sinh, lo cho chính họ cũng như lo cho gia đình của họ. Cho nên cái vật mà gọi là mang đến cái sự mà chúng ta hiểu rằng trong trường hợp này là cái gì, cái vật mà phát sinh cái gì, cái sự mà thoải mái. Đây là cái sự thoải mái, cái sự hạnh phúc, cái đó được gọi là cái tài sản này. Theo nghĩa phổ quát đó nha, chứ không phải theo nghĩa tuyệt đối nha, trong trường hợp này. Rồi kế tiếp là Idawa tí Manusalo căn.
Nittisati, được gọi là Idawa. Idawa trong cái câu này đó là gì? Idawa tức là đây, danh kim chiếu quyết tăng Idawa tức là trong, trong ở đây đó, ở đây, hoặc là tức là anh chỉ là Nittisati à. Nittisati có nghĩa là cái gì? Là sự giải thích, sự nêu ra, sự trình bày. À, xin lỗi, tên, à, động từ nha, tức là giải thích, trình bày, nêu ra. Được gọi là Idawa tí, mang nghĩa rằng để giải thích về cái gì? Manusalo căn anh chị tức là nhân loại, à, nhân giới đó, à, nhân giới đó, anh chị tức là đời này, tức là trong hội nhân giới này. Hurangwa được gọi là Hurangwa. Hurangwa thì chúng ta sẽ là Pato Barang, à, Awasi Salo căn anh chị tức là cái cõi giới khác. Cõi giới khác hả? Para có nghĩa là khác. Mà từ đó Tato tức là từ đó Awasi sẽ cho ta dùng cái nghĩa tức là những cái cõi giới còn lại. Awasi sẽ lô ca tức là những cái cõi giới còn lại khác. Mà từ đó tức là ngoài cái gì? Ngoài cõi nhân loại như vậy. Mang nghĩa rằng tức là cái gì? Tài sản ở, không những ở trong cõi nhân loại không thôi, mà bao gồm luôn cả, luôn cả ở các cõi giới khác hả? Tức là các châu báu, các tài sản hả? Các bạn hãy là gì? Và như vậy là cái gì? Bao gồm luôn cả là những cái tài sản, những cái châu báu, những cái vật báu mà ở đời, mà có nhân loại, bao gồm luôn cả ở cõi, cõi mà cõi khác. Cõi khác ở đây bao gồm các cõi chư người tiên thiên, phạm thiên như vậy. Mỗi cõi như vậy đều có những cái vật báu mà thuộc tính riêng. Ví dụ cõi người thì nó định ước, nó quan điểm. Tùy theo cái thời điểm như vậy thì họ sẽ có những cái, họ sẽ có những cái, à, họ sẽ chọn lấy những cái kim khí, những cái loại đo, đá, những cái loại đá hiếm, những cái kim khí hiếm này, thì trở thành những cái vật báu, những báu vật như vậy. Rồi tên nát tháp bê toa. Ở đây tháp bê toa tức là cái gì? Tên nát chúng ta và do vậy nè. Manusia sapalu kagahane bakte bata tức là quá khứ không tình của ba bốn nam ý nè, chia theo vị trí cách tuyệt đối này đây, nên là khi cái gì, khi mà thành tựu nè sapalu ca ở tất cả các cõi giới, các cõi người, ở đây chúng ta sẽ là, à, như vậy là manusia phải nên đặt sau, nên đặt trước tháp bê toa nha. Do vậy ngoại trừ cái cõi nhân loại này, khi mà sanh về bắc tê, tức là khi mà sanh về các cõi giới, các cõi trời đó, sau đó tất cả các cõi trời, cho nên mới được gọi là sắc ghê xuống hòa, hoặc là ở trong những cái sắc giá ha, sắc giá tính từ mang nghĩa là tức là thuộc về, thuộc về cõi trời, và danh từ có nghĩa là thiên giới. Đấy. Và parapo, và từ đó mà chúng ta tháp bê toa. Như vậy thì cũng tương tự ở đây, tức là tháp bê toa chúng ta manusê chát sắc ghê chát, chúng ta phải đặt phía trước cái chữ tháp bê toa, tức là đặt ra bên ngoài, hoặc như là ngoại trừ, tức là cõi, cõi nhân loại cũng như là cái cõi, cõi cõi thiên đó hả, thì quê đi tập bằng cái hành năng đa gác su bàn đà đi năng awasi sa năng. Như vậy đó thì cần phải hiểu rằng ở đây tức là bao gồm cái hành năng, tức là nắm đấy, bao gồm luôn cả cái gì, các cõi giới mà của các loài mã xà vương, của các loài mà kim xí điệu, awasisa năng hà, đối với những cái cõi còn lại. Cái chữ sắc kia xuống như vậy là cái gì, là ngoại trừ cái cõi người đó thì bao gồm là tất cả các cõi trời. Mà nếu mà bao gồm luôn, nếu mà ngoại trừ cõi, cõi người và cõi trời như vậy đó, thì bao gồm luôn cả những cái loài vàng xanh hà, cũng được liệt kê ở trong cõi sắc kia xuống được luôn. Cho nên trong cái đoạn này thì chúng ta phải hiểu rằng cái là cái gì, ý đá ở đây anh chỉ cần cõi nhân loại mà hú răng, ở đây anh chỉ tính là tất cả các cõi, các cõi trời còn lại nha, tất cả các cõi còn lại, xin lỗi, tất cả các cõi còn lại. Và đây nè, Tato Parang Awasi Salo Kang.
Rồi ở đây gọi là trong các cõi trời ha, cõi trời bao gồm luôn cả gọi là các cõi mà cõi trời dục giới, sắc giới ha, vô sắc giới, và cũng như là bao gồm luôn cả các cõi mà cõi vàng xanh luôn ha. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Cái phần phía trên là tổng là chỉ giải thích cho cái đoạn thôi, là bao gồm tất cả ha. Cái đoạn phía dưới này. Rồi xin mời một vị ngồi đọc cái đoạn này. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Dạ bà sư. Ê quang ý bề hí, duy hí, bá đề hí, văn, bá nút xà năng, vô hà rù bá găng, á lăng cà rá bá rí bô, rù bá găng chát, chát tá rù bá, rá chát tá, mút tàu, má ní, quê lũ, rì dạ bá, và la lô hí, tăng ca má xà ra gà là đi cần dành chá mút tà mạ ní và lúc cá thát tà giá phù mì giá rát tà nám má giá quý mà nề xú á nề cá dồ chá ná sát tá quý thát tề xú bà quá nề xú úp bà nà nằng nà gá xúc bà nà đi nằng quý tăng tăng nít tí tăng hồ tí sắp chê sắc ghê xú hòa tí cà mà quá chá rá rù bá quá chá rá đề hòa lột ghê xú tê hí sô bà nề ná cà mê ná á chì dàn tì tí sắc gà xú thú ác gà tí pí sắc gà dàn tí dàn xá mà mi cằn hòa á xá mi cằn hòa rá tá nàn tí rá tình ná giá tí hòa há tí chá ná giá tí quá đề tì tí rát tá năng dần kinh trí trí tì các tầng má hằng má há gần á tu lăng đù lá bát đá xá năng anô má sát tá bá rí bồ gần chá tá xê tầng á đi quá chá rằng gá thà há. Dạ con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Trong cái câu này thì chúng ta sẽ coi là cái gì này, động từ đi, chúng ta sang mô tí này. Chúng ta sẽ lấy cái vế phía trên trước rồi. Ê quả y mê hi bì hi ba đề hi, tức là với cái câu hai như vậy, với hai cái gì, với hai cái tổng kể, với hai câu này muốn trình bày về cái gì. Ở đây chúng ta sẽ là vô hà rupa găng, từ đây đi. Rồi ở đây chúng ta từ ra trước vô hà rupa găng thì cái chân là đã nói rồi, tức là cái cách dùng thông thường nè. Lăng cà đó, nó lằng cà ra ở đây tức là em từ chúng ta dùng cái nghĩa tức là sự trang điểm mình paripo gá, chúng ta tách ra lằng cà ra paripo gá cộng với uba gá hả, lằng cà ra là sự trang điểm, paripo gá là sự sử dụng, uba gá má là đi đến cái việc mà là trang điểm sử dụng. Đối với nhân loại như vậy mà sử dụng cái gì thì ở đây chúng ta sẽ coi này, chata rupa ha, chata rupa nghĩa là vàng ha. Trong chúng ta còn nhớ rằng ở trong đối với thập giới của sa di đó, hoặc 10 giới của cư sĩ đó, thì cũng có cái giới gọi là chata rupa rajata ha, chata rupa rajata. Chata rupa ở đây anh chỉ là vàng, mà rajata nghĩa là gì, là bạc. Rồi mút ta
Mút ta trong trường hợp này ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Có nghĩa là ngọc trai đó hả? Ngọc trai đó. Má ní có nghĩa là viên bảo ngọc đó hả? Gọi như là ngọc thật đó. Quê lú, chúng ta tách ra đó là quê lú rí giá. Quê lú rí giá ở đây tức là cái viên ngọc và lưu ly đó hả? Nó khác với cái viên ngọc và bảo ngọc ở đây. Rồi má hoa lá. Ở đây một loạt là những cái gì? Những cái vật mà quý hiếm ở đời hả? Như là vàng, bạc, ngọc trai. Cẩm thạch hả? Má biết có thể là cẩm thạch và bảo ngọc đó. Rồi quê lú rí giá đó là ngọc lưu ly nè. Rồi bao hoa lá. Bao hoa lá thì chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì? Chúng ta dùng cái nghĩa là san hô ha. Cái loại san hô. Rồi lô hí tá. Ở đây chúng ta sẽ tách là lô hí tăng cá má. Lô hí tăng cá má đi tách chung cùng với lại bao hoa lá nha. Lô hí tá là màu đỏ hoặc là máu đó hả? Màu đỏ hoặc là máu. Mình phải lô hí tăng cá. Chúng ta tách là lô hí tăng cá nghĩa là cái gì? Là ngọc ruby. Như vậy là bao qua lá là san hô, rồi bắt đầu lô hít tăng cá tức là ở đây tức là cái gì? Mani tức là cái gì? Cái ngọc mà ngọc xanh người ta gọi là gì? Ngọc đỏ thì người ta gọi là hồng ngọc ha, mà ngọc xanh thì gọi là bảo ngọc ha. Ngọc bích hết sư. À đúng là ngọc bích đó. À đấy, ngọc bích đó. À, rồi cái này gọi là hồng ngọc nha. Lô hít tăng cá tức là hồng ngọc. Rồi kế tiếp nữa là Masara. Chúng ta tách ra luôn là Masaragala luôn hả? Masaragala. 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 Masaragala ở đây anh chị tức là cái gì? Tức là cái loại đá mà đá mắt mèo á. Các vị biết không? Cái loại đá mà nó có vân vân phía trong như vậy đó. Nó cũng được gọi là những cái vật là trang sức hả? Bằng đá như vậy. Chúng quy tất cả đây tức là các loại mà gọi là vật báu ở đời như vậy đó. Ở đây là như vậy đó, là với hai cái câu này tức là đối với những nhân loại, đối với người nào mà có cái cách dùng, có cái cách mà trang điểm phổ thông với những cái loại mà gọi là trang sức như vậy, như là vàng bạc rồi ngọc trai cũng như là ngọc bích cũng như là ngọc lưu ly cũng như san hô hoặc như là ngọc ruby hoặc như là đá mắt mèo vân vân nhỉ, thì danh giá Mutta Mani ở đây một loạt này ha, tức là Mutta cũng là cái gì, tức là ngọc trai rồi bắt đầu ngọc bích và ở đây chúng ta còn có cái gì? Chúng ta còn có hoa lý cá nữa nhỉ? Sẽ là hoa lú cá. Hoa lú cá như vậy chúng ta dùng theo nghĩa tức là cát này. Cát. Rồi. Chỉ với cái nghĩa tên là cát. Rồi Bumi Ratana, Ratana má giá hả? Chúng ta tách ra Ratana cộng với má giá cộng quý. Quý mà nề xuống quý mà ná. Quý mà ná nghĩa là cái gì? Tức là lâu đài, là thiên lâu đài, là tòa nhà đó mà được làm bằng châu báu. Tức là ở dưới, ở trên. Chia ở đây chia cùng cách với lại gọi là e số hết luôn nha. Ở đây chúng ta còn cái gì nữa? Ane cái vô chá ná ha. Tức là rất nhiều. Tức là vô số hàm vô chá ná. Tức là 16 km ha. Một vô chá ná do tuần đó. Mà đây chúng ta sát tác. Viết thấp tê số. Viết thấp tác tức là theo cái chiều rộng. Hoặc như là một cách chi tiết ha. Như vậy đó là. Như vậy là 7 vô chá ná. 7 vô chá ná. Rất nhiều lần 7 vô chá ná. Rồi bao quá ná. Tức là cái cõi giới đó. Upanana.
cách thứ tư, cách thứ sáu của cái quá khứ tương tự upachati nhỉ, upanat là khởi sanh, chỉ cùng cách với cái gì, chỉ cùng cách với lại naga supanadina vitang. Rồi ở đây tức là cái gì, cái tài sản mà của cái gì, cái tài sản mà thuộc về hỏi như là của cái gì, của xà vương nè, cũng như là của các kim sĩ điểu nè, mà đã khởi sanh ở trong cái cõi dưới đó, mà kéo dài đến cái gì, kéo dài đến bảy vô chánh á, hàng nhiều lần bảy vô chánh á như vậy, mà trong những cái tòa nhà bằng lâu đài và bằng châu báu. Tòa nhà bằng châu báu ha, ở đây chúng ta cũng là Bhumiya, chúng ta phía trước chúng ta có danh giá như vậy là bất kỳ cái tài sản nào thuộc về xào, thuộc về cõi mà cõi Long Vương hoặc như cõi Kim Sĩ Điểu mà đã khởi sanh ở cõi đó, kéo dài đến nhiều lần mà bảy vô chán á như vậy, trong những cái tòa lâu đài và bằng châu báu mà được kiến tạo ha, mà được kiến tạo bằng bằng gì, bằng bằng ngọc trai, bằng ngọc bích hoặc như là bằng cát, vì rằng tùy theo cái cõi giới ha, tùy theo cõi giới của chúng sanh như vậy, có những cái loài thì nó cần phải là sống và được trang trí với những cái loại đá, có những cái thì bằng cát vân vân ha. Thì tất cả mà những cái gì, những cái tài sản đó đó thì tăng đi đi thăng vô tí thì như thế nào, đi đi khác thì bự, thì phía trên thì chúng ta có rồi, ở đây đi đi khác là quá khứ phân từ cụm từ đi đi sắp tí ha. Đây, đây như vậy là tất cả tài sản cái được đề cập ở đây ha. Như vậy là tài sản không những ở trong chỉ không có người không thôi mà được trang điểm, ví dụ như các vàng bạc và châu báu, mà bao gồm luôn cả tất cả những cái tài sản mà ở cõi cõi Long Vương hoặc là cõi Kim Sĩ Điểu, trong những cái cõi mà chư thiên vân vân, đấy gom tụ hết luôn, gộp hết lại. Thì sắc kia xuống qua kama vachara rupa vachara đi qua lục kia xuống đó, ở đây người ta sẽ liệt kê rõ ha, tức là gì, trong các cõi giới bao gồm trong các cõi mà cõi dục và cũng như các cõi mà cõi sắc ha. Dục ở đây bao gồm là các cõi từ mà cõi nhân loại, các loài mà các cõi mà bản sanh vân vân, dạ, rồi đến các cõi mà gọi là dục thiên, dạ, rồi bao gồm luôn cả các vị mà có cõi phạm thiên luôn, dạ, thì bao gồm cái đó có những cái vật báu nào đó thì được liệt kê ở trong đây, dạ, trong cái cõi giới ấy. Rồi tê hít so ba nê na cam mê na a chi dằn tì tí sắc gà. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng a chi dằn tì tí rồi, tức là ná cộng với chi dằn tí cộng với ý tí. Chi danh tí có nghĩa là mất, mà anh chi danh tí thật là không có mất được, nhờ vào cái gì, nhờ vào sobana, sobana cam mát, nhờ vào cái thiện nghiệp nha, chữ sobana này nó đồng nghĩa với cái chữ kusala nha, thật vậy. T ở đây tức là những cái tài sản đó nó không có bị thất lạc, không có bị mất mát, nhờ vào cái gì, nhờ vào thiện nghiệp của chúng sanh nó đã tạo trong đời sống quá khứ, cho nên mới gọi là phước báo là cái vật mà gọi là không thể ai cướp đoạt được, cho nên mới được gọi là sắc gia ha. Cõi trời ở đây tức là cái gì, là nơi đó đó cái thiện nghiệp của chúng sanh nó không có bị mất đi, không bị lu mờ trong khoảng thời gian mà quả của thiện nghiệp đang trổ sanh ha. Rồi xuất thú akati tí sắc gia, ở đây định nghĩa cho cái từ sắc gia đó, sắc gia xuống đã được gọi là trong cái cõi trời đó, ở đây sắc gia tức là nơi mà gọi là thiện nghiệp mà chưa có mất đi, chưa có hết nè, hoặc như là cái gì, xuất thú akati tí, tức là chúng ta tách ra đó là áp giá cộng với ý tí hả, cộng bí, tức là cái nơi mà gọi là cao tột mà tốt đẹp, cái đó được gọi là thiên giới sắc gà. Rồi cái tiếp tức là giá trong cái câu này, giá tức là văn rất tăng năng bani tăng rồi này, văn rất tăng năng bani tăng rồi này, chữ giá được gọi là giá ở đây tức là cái gì, tức là văn samani căn qua samani căn qua, ở đây tức là cái gì, tức là tài sản nào mà gọi là cao tột, bani tá tức là quá khứ phân từ nha, đang nghĩa rằng tức là tối là tốt đẹp, là cao tột, tốt đẹp là cao tột, là thu diệu. Như vậy là bất kỳ cái tài sản nào, dân rất tân năng hả, bất kỳ cái châu báu, rất tân năng nghĩa là cái báu vật, cái đá quý, thì đây tức là dân sama
sa là sát sa bí căn. Chúng ta tách ra là sát tổng kiến sa bí cát. Sa bí cát thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là thuộc về ha. Thì sa bí cát nó còn có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chủ. Sa bí cát nó còn có nghĩa là người chồng. Và sát sa bí cát là thuộc về bất kỳ cái tài sản nó thuộc về mình hoặc không thuộc về mình. Sẽ là tất cả cái châu báu nào thuộc về mình hoặc không thuộc về mình thì cũng được liệt kê ở đây luôn. Rồi còn cái ratana thì gọi là ratana, ở đây tên gì? Ratin nayati wahati chanayati wadetiti ratana, được gọi đó là cái gì? Được gọi là ratana, mang nghĩa rằng ratin. Ratin ở đây thì chúng ta dùng cái nghĩa là danh từ nha, mang nghĩa rằng là hoan hỷ, niềm vui thích. Nayati là từ cái động từ neti, nó là dẫn đến cái sự mà hoan hỷ, an lạc, vui thích như vậy. Hoặc như wahati, wahati mang nghĩa rằng tức là mang, hoặc như là gánh vác. Chanayati tức là chaneti cũng mang nghĩa là dẫn đến hoặc sanh ra. Wade tức là làm tăng trưởng. Thì cái gì đó mà dẫn đến, mà mang đến, mà làm phát khởi, làm tăng trưởng cái niềm mà hỷ lạc, cái niềm mà hoan hỷ, thì cái đó được gọi là cái vật báu ở đời. Rồi văn kinh chí chích ti cá tăng ma hát cá tăng sở lợi ma hát găng a tu lăng đồn lắp ba đa sa năng a nô mắt sát ta pri po gần chá rồi tắt xe tăng a đi quá chá năng. Ở đây động từ chúng ta sẽ thấy không có ở đây ha, sẽ được dùng động trong đây. Chích ti cá tăng ở đây tức là chúng ta tính từ ha, chích ti cộng với cá tá đó, mang nghĩa rằng tức là được tôn kính, tôn kính, đáng kính. Tại vì nếu mà chúng ta tách ra là cái gì, chúng ta tách ra là từ cái động từ mà chích ti cà rô tí nha, chích ti cá tá, khi mà tạo thành là quá khứ động từ được sử dụng tính từ thì chích ti cá tá, nhưng mà từ chích ti cà rô tí, chích ti ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là được thốt, được phát ra mà từ tâm của mình, được phát ra từ tâm của mình. Mà cái việc gì mà được phát ra từ tâm của mình, nó thật là cái gì? Cái sự tôn trọng, cái sự kính ngưỡng của mình, cái sự tôn trọng, cái sự tôn kính hơn, được thể hiện ra từ trong tâm cảm của mình. Thế là chích ti cát tá. Rồi ma hát giá tức là ma hành tá hả, cộng với ác giá tức là xứng đáng, có giá trị. Mà ma hành tá tức là có giá trị rất lớn hoặc là vô giá. Atula như vậy chúng ta dùng cái nghĩa là ma hát găng, ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là có giá trị to lớn hơn. Vì rằng tu lá đây là ná ổng tu lá. Tu lá có nghĩa là gì? Có thể là đong đếm cân bằng được. Tu lá cái cân đó hả? Mà tu lá có nghĩa là gì? Không có thể so sánh được. Tu lá là cái cân. Như vậy là cái gì? Không thể so sánh được hả? Rồi kế tiếp nữa là đun lá bát đá xa năng. Đun lá bát là khó hơn. Mà đá xa đá là cái gì? Cái việc mà thấy được là rất là khó. Việc mà gọi là có như nãy rất là khó. Rồi anoma, chúng ta tách ra anoma sata pripo ganja. Anoma có nghĩa là tuyệt hảo, tính từ tuyệt cao tột ha. Mà sata ở đây chúng ta dùng nghĩa là chúng sanh ha. Mà pripo ganja tức là và cái việc mà sử dụng của những người mà gọi là đại phước. Vì rằng cái gì? Tức là cái gì? Tức là dân ratanang bani tăng, tức là tất cả những cái vật báu, những cái châu báu cao tột nào ở đời, cao bậc cao tột nào thì bao gồm đó, thì những cái vật báu này thì là như thế nào, thì nó đáng được ngưỡng mộ ha. Chích ti cát tăng chúng ta dùng thể nghĩa được này, tức là bất kỳ những cái vật báu nào đó mà cái gì mà chúng ta ở đây danh từ của nó paripo ganh giá này nè, tức là cái vật báu đó mà khó được nhìn thấy mà được ngưỡng mộ ha. Rồi bắt đầu là có giá trị lớn, cũng như là không thể sánh bằng, không thể mà gọi là đo được cái giá trị của nó vậy. Hoặc như cách dùng của những người mà gọi là có phước, những người mà đại phước như vậy. Thì tát xá y tăng ha, adi quá chá năng thì đây á là đồng nghĩa với cái từ, với cái nghĩa mà văn tát năng này ha. Giác tha ha, tức là giác tha cộng a ha, như đã đề trình bày ở đây, như đã đề cập ở đây trong cái bài kể này.
tức là chitti katang mahakanya atulang dunla pasanang ano masata pripogang ratanang te na vuchatiti. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là vút chất tí nè, positive verb nè, tức là được gọi, do tên là do vậy được gọi là rất năng nè, bởi vì do cái gì? Bởi vì do cái chi tiết các tăng này, cái gì đó mà gọi là đáng được, cái gì mà được ngưỡng mộ, có giá trị mà gọi là lớn lao và không có gì sánh bằng được, và cũng như là khó mà để nhìn thấy được, và thường được dùng bởi những cái bậc mà gọi là đại phước, thì cái đó được gọi là rất năng. Ở đây chúng ta sẽ giải thích tuần tự về những cái khía cạnh này. Và cái đoạn này đó, và cái bài kể này được trình bày trong Anguttara Nikaya nhé. Và một cái đoạn sau thì chúng ta sẽ liệt kê ra, chúng ta sẽ có cái chú thích. Không. Cái bài kể này cũng được đề cập ở trong Sutta Nibbata nha. Sutta Nibbata cũng đề cập trong bài kinh Ratana Sutta luôn. Cũng trong cái phần chú giải đó cũng có đề cập về cái đoạn này luôn nha. Rồi như vậy chúng ta xuống này, được gọi là Bani Tát hả? Rồi xin mời một vị ngồi đọc cái đoạn này. Bani Tát. Dạ thưa sư con đọc ạ. Bani Tán Tí Uttamang Sethang Atapakang Ewang Imina Gathapanena Yang Sakesu Anegayo Janasata Mamanasa Pratanang Mayawi Manasu Dhamma Weyayang Tapabu Situ Tisu Sasak Mikang Yancha Budu Pada Virahena Apaye Apaya Mewa Paripu Rentesu Sate su sunya wima napati padang asam mikang yang wa panangna pi pathawi mahas samudda hima wanta dinisi tamasa mikang ratanang tang nidhi thang hồ tí. Thưa sư con đọc xong nè. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Rồi đây chúng ta sẽ là bánh đi tăng là gì? Bani tá tính từ ha, ban nghĩa rằng tức là cao tột. Thì đây tức là Uttamang Sethang Atapakang. Uttamang chúng ta biết rồi, tính từ ban nghĩa rằng là cao tột, tối thượng, cao quý ha. Sethá cũng đồng nghĩa như vậy. Rồi Atapakang. Atapakang này ở đây chúng ta là ná cộng với tắp cá nha. Ná cộng với tắp cá. Tắp bát quá khứ phân tử ha, mang nghĩa rằng tên là gì? Thiêu đốt ha, tắp bát, cho nên được gọi là tắp bô đó. Khang pi paramang tắp bô tít tít kha đó. Tắp bát là thiêu đốt. Mà trong mà khi mà chúng ta đề cập về các cõi giới thì chúng ta còn nhớ không? Thì cái cõi mà gọi là cái cõi mà gọi là Atapa đó, tức là trong mà gọi là năm cái cõi mà cõi cõi tứ thiền đó ha, mà Suddhavasa đó, cõi mà gọi ngụ tỉnh cư đó, đối với một bậc gọi là thắng tam quả trở lên đó, thì chúng ta sẽ có năm cõi ở trong đấy, từ cái cõi mà gọi là Awiha tức là vô phiền đó, hay được gọi là vô phiền đó. Mà Atapa tức là diện vô nhiệt, tức là không bị nóng ha. Đó thì cái cõi đó là cái cõi thứ hai ở trong cái cõi mà gọi là năm cái mà Suddhavasa cũng sử dụng cái từ mà gọi là Atapa ở đây. Đấy. Cho nên được gọi là Panita tức là cái gì? Là tối thượng, là cao tột, là không có bị mà gọi là nóng bức ở bên trong này. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Ewa imina
Gathabadena. Với cái bài kể này như vậy đó, với cái bài kể này tức là gì? Dân gắt, dân sắc Giê-xu. Vị trí cách hả? Chúng ta sẽ là dân nè, sát xa mi căng, tức là những cái tài sản nào mà thuộc về mình. Ở đây sắc Giê-xu chỉ còn cách với lại ba bút tì xu. Một loạt ở đây chúng ta sẽ tách ra. Ane cá là nhiều ha. Vô chá nát tức là 16 km thì do tuần đó, đọc anh đó. Ở đây xá tắp. Xá tá nha, xá tá tức là 100 do tuần như vậy. Nhiều lần 100 do tuần, ba ba nát. Chúng ta tách ra là xá tá cộng với ba ba nát, cộng với sắc bá, rát tá nát, rồi má giá, rồi quý ma nát, rồi xúc đâm má, quê chá danh tá, cũng như là ba bú tì xuống. Tức là những cái tài sản nào mà trong cõi trong cái cõi trời đó hả, trong cõi thế giới này mà kéo dài đó là hàng trăm do tuần như vậy, thì tất cả những cái báu vật đó hả, saparatana này được làm bằng châu báu như vậy, được làm bằng tất cả châu báu. Mà cái gì làm châu báu? Tức là quý ma đó, tức là các cung điện, các đền đài đó được làm bằng các báu vật này. Mà cái cung điện đó là bao gồm cái gì? Tức là xuống đâm má, tức là một cái tòa nhà hả, ở trên cõi mà ta có tiên xá, nơi đó mà chúng chư thiên mà thường được phân tập về đó và được Đức Vua Trời Sắc Cá hả, đến nó thuyết pháp và đâu đó, và nhiều lần hả, Đức Phật mới ngự lên đó cùng các vị thánh tăng trên đất đấy. Rồi quê chứ danh tác cũng là ở trên cái cõi trời mà gọi là cõi trời ta có tiên xá luôn nhỉ. Tên là cái tòa lâu đài mà quê chứ danh tác là cái tòa nhà lâu đài nào của Đức Vua, của Vua Trời Sắc Cá đó hả. Rồi ba bú tí thì chúng ta dùng cái nghĩa là cái gì? Bắt đầu từ hả, dùng nghĩa như vậy, tức là những cái tài sản nào mà thuộc về mình mà trong những cái cõi trời, đang nghĩa rằng đối với chúng chư thiên đó, tức là với hai các bạn như vậy, với hai các bài kể này, hai các bài kể nào, tức là với hai câu kể này, xin lỗi, Gathapade nó với hai câu kể này, hai câu kể phía trên này, đấy. Thì tất cả những cái tài sản nào mà trong cái cõi trời mà bắt đầu từ cái gì, từ cái ở đây thì thường hay được dịch tức là thiện pháp đường đó hả, tức là cái tòa nhà thuyết pháp của chúng chư thiên đó, như là cái tòa lâu đài quê chứ danh tác của Đức Vua Trời Sắc Cá như vậy, được làm bằng các châu báu như vậy hả, được kéo dài như vậy, thì đó là những cái gì, đó là những cái báu vật do phước báu của Vua Trời Sắc Cá cũng như là các vị hả, các vị chúng thiên trên đó hả. Rồi kế tiếp nữa là danh giác và cái gì, danh giác Asamikang và những cái tài sản không thuộc về mình, như là cái gì, như là Sunya Vimana Patipadang. Sunya Vimana hả, Sunya tức là tính từ, nó nghĩa là rộng không, trống không. Vimana tức là cái tòa lâu đài đó, tòa nhà đó. Patipadang, Patipada ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì, tính từ nha, tại vì quá khứ phân từ được sử dụng tính từ đó, mang nghĩa rằng tức là trói buộc liên hệ đến tòa lâu đài đó. Mà sắp tê xuống phía trước ở đó chúng ta có là baribu rente su, hiện tại phương từ được chia từ vị trí cách cùng cách là sắp tê su luôn. Baribu reti hơn nghĩa ra tức là được viên mãn, được tròn đầy. Khi mà được tròn đầy như vậy là chúng ta sắp tới thì chúng ta dùng cái nghĩa là chúng sanh nè, trong những cái chúng sanh được tròn đầy. Abba dân, chúng ta tách ra Abba dân còn yêu quá, tức anh chỉ tới là chúng sanh, trong những cái chúng sanh mà lấp đầy ở khổ cảnh. Rồi Buddha cộng với Abba đá cộng quý ra hê đá nha, quý ra há đó, quý ra há ở đây có nghĩa là gì, quý ra há có nghĩa là tính từ, nó nghĩa là rộng, là trống ha. Mang nghĩa rằng tức là gì, với cái việc mà gọi là không có sanh khởi của Đức Phật, mang nghĩa rằng vào những cái thời kỳ mà gọi là không có vị Phật cái niệm chi nhất xuất hiện ở đời đó, với cái việc mà vắng bóng sự xuất hiện của Đức Phật như vậy đó, thì như thế nào, thì cho dù đó giống như là trong cái tòa lâu đài trống,
À không 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 không. Hoặc là cái gì? Hoặc là cái tài sản mà không thuộc về vị đó. Hoặc là cái tài sản ha. Tại vì Asamika và Samika này anh chỉ tên là cái tài sản này này. Này văn ở đây tức là văn Samika và Asamika. Tức là những gì mà thuộc về mình hoặc những không thuộc về mình. Không thuộc về mình tức là cái gì? Tức là có liên hệ đến những cái tòa. À như vậy thì chúng ta dừng theo nghĩa là vị trí cái tuyệt đối ha. Tức là khi mà chúng sanh bị lấp đầy ở khổ cảnh như vậy, vào cái thời điểm là không có một vị vật chánh giác xuất hiện như vậy đó, thì những cái vật mà liên hệ đến cái tòa lâu đài rộng không, mang nghĩa rằng tức là cái gì, chủ nhân của nó Asamika hả. Tức là không có hả, như vậy là Samika tức là cái gì, tại vì này Samika chúng ta còn có nghĩa là chủ nhân nữa mà đúng không. Như vậy tức là cái gì, tức là khi mà không còn những cái mà chủ nhân ở trên các cõi cõi trời đó, thì những cái tòa nhà đó như còn là rộng không thôi hả. Như vậy cái phía trên này tức là cái gì, với hai cái câu kinh, với hai cái câu kệ ở phía trên. Tức là có ha, có chủ nhân chúng ta có thể dùng như vậy. Tức là ám chỉ là lúc đó là còn có cái gì? Còn có vị mà cai quản trên các cõi trời đó. Tại vì cái này là do phước báu của vị đó tạo ra mà. Các cõi, các cái gì, các tòa lâu đài hoặc những cái thiên cung này cũng đều do là phước báu của vị đó tạo ra, được tạo ra bảy báu. Rồi khi đó tức là gì? Có vị đó tồn tại ở trên đấy. Hoặc như vào cái thời điểm là không có cái vị đó luôn. Như vậy là danh Sasamikang và Asamikang, xin lỗi nha, hồi nãy là xin nói nhầm nha, là tài sản. Như vậy dựa vào đây chúng ta mới hiểu rằng tức là cái gì, dựa vào đây đó là ám chỉ tức là vào những cái lúc mà ví dụ như trên những cõi trời đó đó là có chúng sanh ở trên đấy, ám chỉ tức là có cái người mà cai quản trên đó, có những người mà ở trên đó hả. Ví dụ cõi 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 tam thập tam đó, thì còn sẽ có vua trời sắc cá vân vân, mà có những thời điểm gọi là không có luôn mà chúng sanh phải bị đọa vào những khổ cảnh như vậy suốt một khoảng một thời gian mà không có Đức Phật, hay được gọi là Sunya Cấp Bá ha, cái thời kiếp không như vậy, thì bao gồm tất cả luôn. Cho nên mới có cái cụm từ ra là Yang Ratanam Bani Tăng này, sắc kia xuống Yang Ratanam Bani Tăng, hoặc là những cái vật báu mà tối thượng nào ở trong thiên giới, mang nghĩa rằng tên là cả những cái báu vật mà hiện vật ha, do phước của vị đó sanh ra, cũng được gọi là bao gồm luôn Ratana, và bao gồm luôn cả cái chúng sanh mà tạo ra cái gì, tạo ra cái thiện nghiệp mà khiến cho quả lành nó sanh khởi, tức là anh chỉ tức là chủ của những cái cõi trời đó, cũng vắng bóng luôn. Rồi dân qua ba mình nhầm biết ba thơ quý hay chúng ta tách ra, chúng ta tách ra đây tức là ba thơ quý hả. Tức là địa cầu đó là Mahasamudra nè, tức là anh chị đại dương nè. Rồi bắt đầu Himawanta tức là cái gì, núi Himalap Sơn ha, Himawanta đi vân vân, Nisita qua cái vân tự sử dụng như tính từ, nó nghĩa là y cứ nương tựa vào. Rồi như vậy chúng ta sẽ rất năng này, như vậy hoặc là những cái tài sản, những cái châu báu. Banh nhanh năng này, chỗ này banh nhanh năng này chúng ta là quá khứ phân tử của mình nhắc tí hả.
Và ở đây trong trường hợp này chúng ta hiểu Sasanika và Asanika. Hoặc là rồi, rồi như vậy chúng ta dùng theo nghĩa là chủ nhân ha. Như vậy là sasamika tức là có chủ nhân, hoặc như là không có chủ nhân. Có chủ nhân tức là khi đó đó là có người cai quản các cõi trời, ví dụ như các cõi trời, ví dụ như là ở trên cái tòa mà thiện pháp đường, hoặc như trong cái tòa mà lâu đài quê chánh danh tác ha, mà được tạo ra bằng bảy báu như vậy của đức vua Sakka như vậy đó. Thì lúc đó là nơi đó, lúc đó là có cả thiên chủ cũng như là thánh chúng, cũng có thiên chúng nơi đó. Và có những lúc về thời điểm là không có chủ nè, tức là nó chỉ còn là những cái tòa lâu đài mà rộng không như vậy. Trong lúc mà khi mà chúng ở đây, chúng ta bị trích cách từ đó, là khi mà chúng sanh đó bị lấp đầy là những cõi khổ, tức là vào những cái thời điểm mà không có một vị Phật chánh niệm xuất hiện đó, thì cái cơ hội mà tạo trừ thiện pháp và những hành, cái con đường đến giác ngộ là chưa được mở rộng ra, là chưa được khai mở ra. Từ đó đấy, cho nên chúng sanh là đắm chìm và như tạo vô số ác thiện, cho nên nó lấp đầy cái khổ cảnh này. Lúc đó đó các cõi trời đó là sẽ biến mất ha, tức là nó vắng bóng, ban đầu nó sẽ vắng bóng từ từ đi, rồi bắt đầu khi mà không còn chúng sanh nữa thì bắt đầu sẽ mất cái cõi đó. Hoặc là những cái châu báu mà sa bí cá, tức là có chủ nhân mà dựa vào cái gì, mà dựa vào hoặc là những cái tài sản, những cái châu báu ha, mà có chủ mà do dựa vào đâu, do dựa vào ý cứ và cái quả đi cầu này, phải như dựa vào đại dương, tức là tùy theo cái chúng sanh ha. Có những cái chúng sanh, những cái loài mà naga thì cái địa bàn cư trú trên đó thì nó sẽ có những cái tài sản riêng của nó. Rồi chúng sanh nhân loại thì có sống cư trú trên Bát Tháp Quy thì có tài sản riêng như vậy. Hoặc những cái chúng sanh mà sống ở trên cái núi Himalaya Sơn, tức là anh chị ở đây, tức là khu vực địa bàn cư trú thôi ha, đã được ấn định như vậy. Mang nghĩa rằng tức là ở trên cõi trời, và trong những cái lúc mà không có các vị mà chủ trên cái cõi trời đó, và bao gồm luôn cả ở cõi mà cõi người cũng như là trên mặt đất cũng như trên đại dương rồi trên núi vân vân, thì tăng đít đít thanh vô tiết thì bao gồm luôn tất cả cái đó, bao gồm tất cả cái đấy. Rồi kế tiếp, nano samang ati tathagate nati na iti patisede. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Kế tiếp cái câu đó là cái gì? Na no samman athita thagate na. Và gì? Na athita là không có, không có cái gì mà gọi là samman, mà ngang bằng với cái gì? Với cái đức Như Lai của chúng ta. Được gọi là như vậy, tức là na ở đây tức là patisede. Patisede ở đây tức là mang nghĩa rằng tức là patisede có nghĩa là sự ngăn cản, ngăn cấm. Mà ở đây chia thêm vị trí cách là trong cái nghĩa gọi là phủ định, phản đối. Nó còn có nghĩa là phủ định, phản đối. Patisse đá nhỉ. No ở đây tức là cái gì? Awadarane. Awadarane chúng ta dùng cái nghĩa Awadarane có nghĩa là nhấn mạnh. No ở đây anh chỉ tức là mang nghĩa là nhấn mạnh, tức là đứng như lai của chúng ta khi mà tôn giả Ananda mà đang nói đó, đang tụng cái bài này đó, thì đứng như lai anh chỉ tức là Đức Phật Gautama đang hiện thời đó hả? Đấy. Rồi Saman tí ở đây. Saman ở đây là Tulayan. Tulayan có nghĩa là ngang bằng. Thì áp thí ở đây tức là Quicca tí. Áp thí có nghĩa là có, mà Quicca tí có nghĩa là hiện hữu hoặc có. Tức là không có cái bất kỳ một cái chúng sanh, một cái vật gì ở đời mà có thể ngang bằng, sánh bằng đối với đứng Như Lai. Rồi Tathagate ở đây anh chỉ là Buddha ná, tức là với đứng Như Lai, với Đức Phật. Kinh vứt tăng hô tiết, tại sao mà được nói như vậy? Ở đây tên là Giang e tăng, quyết tăng chá, rát tăng chá, bác ca sĩ tăng. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là gì? Là quyết tăng ha.
Đọc thứ chín sẽ được hiểu ngầm ở đây. Như vậy là quyết tăng giá rất tăng giá, tức là tài sản nào e tăng hả? Dân quyết tăng tức là tài sản nào, châu báu nào bác ca sĩ tăng. Tài sản nào, châu báu nào, bác ca sĩ tăng. Mà bác ca sĩ tá đây là quá khứ phân từ được chia cùng cách với lại cái quyết tăng và cũng rất năng, mang nghĩa rằng tức là đã được trình bày. Tức là cái tài sản, cái châu báu nào mà đã được trình bày như vậy thì ép thác y, y căng. U đa rát nê nát sá đi sang. Rát năng nê quá nát thí. Nê, sẽ là nê quá thí nha, tức là nê quá cộng với ác thí nha. Ná cộng e quá cộng ác thí đó. Thì không có hả, cái tài sản mà sá đi sang là ngang bằng với cái gì? Với Phật bảo. Ép thác ở đây. Một cái tài sản, tức là không có một tài sản nào hả? E can rát năng nê e quá ác thí, tức là không có bất kỳ chỉ một cái tài sản nào có thể ngang bằng, sánh bằng với cái ân đức, với cái Phật bảo được. Ở đây mới giải thích ra. Dâm bí hí, thật vậy. Dân tăng rất tánh năng. Cái tài sản nào với cái nghĩa là chích ti, cá tá, cộng với ách thá nha. Ách thá để trong trường hợp tức là với cái nghĩa hả? Với cái nghĩa là cái gì? Chích ti, cá tá tức là cái gì? À, đáng ngưỡng mộ ha, cái tài sản mà đáng được cung kính, tài sản là người cung kính được, chúng ta dùng cái nghĩa là ngưỡng mộ đó, tức là ai ai cũng phải mong cầu, ai cũng muốn có được hết. Thì vậy thì tam, nếu mà gọi là sử dụng theo cái nghĩa gọi là ratana thì cái nghĩa gọi là đáng được ngưỡng mộ, đáng được mong cầu như vậy đó. À, thì ở đây giải thích say giác thí đăng cũng tương tự như vậy. Thì như thế nào, động từ sẽ là karoti nha, động từ karoti. Chúng ta coi chủ từ ở đây tức là cái gì? Ranyo không phải là chủ từ ha. Chỉ cùng cách chakka watissa ở đây. Các thứ từ, các thứ sáu đây. Từ từ đấy. Chakka ratanang ở đây. Đây là chủ từ đây. Chakka có nghĩa là cái bánh xe. Trong trường hợp này là bánh xe nha. Chakka nhiều lúc nó còn có nghĩa là sự lợi ích nữa. Vân vân. Ở đây tức là cái gì? Một vị mà gọi là chakka watti ha. Chakka watti tức là vị chuyển luân vương đó. Chakka watti ha. Watana đó. Watati đó. Watati tức là xảy ra diễn hoạt. Còn chắc chắn là cái bánh xe là người mà gọi là vận chuyển bánh xe như vậy, vị chuyển luân vương đó, rồi có bánh xe trên tay như vậy đó. Thì vị đó sẽ có một cái, có cái gì, có cái bánh xe báu ha, hay được gọi là thiên luân báu đó ha. Rồi vị đó còn có gì, má ni ratananya, và vị đó còn có gọi là ngọc bích báu ha. Như vậy vừa có thiên luân báu, vừa có ngọc bích báu đối với cái vị mà gọi là chuyển luân vương như vậy. Thì như thế nào? Thì dân đây này, thật vậy ha, dâm chitti karang karoti anyatha, thì cái gì, ná ha, thì không, không có gì, không có được tôn kính ở bất kỳ chỗ nào khác. Mahajano upane, à rồi, tức là khi nào mà có sự xuất hiện của vua mà Mahajano tức là vị chuyển luân vương như vậy đó, thì không có cái sự mà gọi là tôn trọng ở bất kỳ nơi nào khác, mà luôn luôn chú ý về cái gì, về chuyện luân vương, bởi vì có hai cái đặc điểm thù thắng của vị này, tức là cái chuyện luân báu của ha, cái luân xa báu của vị đó, cũng như là cái ngọc bích báu của vị đó. Đấy. Rồi nát cô chí, nát cô chí bất ba gần đền gần đà đi ní gà hề tòa giác khách tha năng qua bất bạch tha năng qua đức chất tí. Một thứ ba số ít hả? Như vậy là chúng ta cũng là ná, ná cô chí cái chát tí. Và không ai mà như thế nào mà đi đến. Trước đó chúng ta có cái hệ toa mà không ai mà không cầm ha. Như vậy là không ai mà không cầm gì? Hương hoa hả? Bức bác và gan đa đi. Hương và hoa. Rồi như thế nào? Giác khách tha năng. Tức là cái chỗ một cái loại giả xoa, hoặc là bưng tách tha năng, hoặc là trên, trên quả địa cầu ha. Mang nghĩa rằng là cái gì? Tức là khi mà cái sự xuất hiện này thật vậy ha, upane mahajana upane, thật vậy khi mà xuất hiện của một vị chuyển luân vương, của vị chuyển luân vương như vậy đó, thì không có cái sự mà gọi là tôn kính hoặc là ngưỡng mộ ở một cái nơi nào khác, mà chỉ hướng về cái vị vua này mà thôi. Cho nên là không ai mà không cầm hương hoa và đi đến cả mà gọi là cõi người,
để mà diễn kiến vị này. Rồi chúng ta coi kế tiếp nữa nè. Ở đây kế tiếp nữa là cái gì? Đó là sabbo bicano cakaratana maniratana mewa chitti karang karoti bujeti. Đây. Ở đây tên là sabbo chano, tức là chủ từ ha. Hòa hợp với lại động từ tức là bujeti này. Tức là chúng sanh, tất cả chúng sanh đó thì như thế nào? Ngưỡng mộ, tôn kính bujeti ha, tôn kính bujeti với cái gì? Với cái mà thiên luân báu cũng như là ngọc bích báu của đức vô chuyển luân vương như vậy. Rồi như vậy tức là khi nào mà vị chuyển luân vương mà xuất hiện như vậy đó thì cái sự ngưỡng mộ, cái lòng mà ước ao, cái lòng kính ngưỡng đó là nó không có đi đến ai cả, tức là nó không khởi sanh cho ai được nữa. Tại vì lúc đó là vị đó trở thành gọi là một đối tượng gọi là ưu việt lúc đó ha, ưu việt lúc đó là ai ai cũng ngưỡng mộ hết, cả đến những gọi là những cái loài mà giả xoa, những cái loài mà chúng sanh mà sống trên quả địa cầu như vậy đều hướng về như vậy, đều đem hương hoa đến cúng dường ha. Rồi kế tiếp tức là tăng tăng qua răng bát thề tí. Ở đây bát thề tí ha, thề tí có nghĩa là nói, mà nói cái lời mà tốt đẹp ấy, nói với vị ấy lời tốt đẹp đẹp ấy ha. Ở đây là tăng tăng quá răng bát thề tí là nói với vị ấy là điều tốt ấy, tức là không những cúng dường tôn trọng, cúng những hương hoa mà gọi là tôn kính, mà cũng như là nói lời gọi là cao quý đến vị ấy. Rồi bát tít thí tá, bát tít thí tăng chá, lặp lại hai lần ha, bát tít thí tá, bát tít thí tá, từ cái động từ bát thề tí đó. Đây cái chàng samichati, samichati ở đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì, tức là thành tựu. Như vậy cái quá răng bát thê tí nó còn có nghĩa là cái gì? Tức là họ nêu ra cái điều mà gọi là cao quý, cái điều mà ước ao của họ. Cho nên đó là mới thành tựu được, ở đây là cái cách chăng ha, tức là mới có sự thành tựu cho một số người khi mà đã khởi lên sự ước ao, khi mà gặp cái vị mà chuyển luân vương và khởi lên lòng ước nguyện như vậy ha. Rồi kế tiếp đó là cái gì? Tâm bí rất năng bút Buddhartane na samang natthi. Chính do vậy đó, cho nên nó là cái gì? Natthi tức là không có ha. Tâm rất năng cái vật báu nào mà có thể sánh bằng với lại Phật bảo cả. Ở đây người ta đề cập ra tức là gì? Đối với một vị chuyển luân vương có những cái phước báu mà thù thắng như vậy thì đi đâu đó cũng ai cũng được kính nghệ lại như vậy. Ở đây sao dấu phẩy ha, samichati gọi là thành tựu hả, thành tựu một số cái gì, patikita là một số cái điều mà gọi là được nói lên, được thốt lên, được ước nguyện đối với vị ấy. Do vậy cái châu không có châu báu nào mà có thể sánh bằng với lại Phật bảo. Gia đi, chúng ta coi tiếp đi các bạn. Gia đi hi chitti katathe na ratanang tathagato wa ratanang tathagate hi uppanne yeke chi mahe sakha dwe sanai dewa manussa na te anyatara chitti karang karunti na kanji anyang bujanti. Gia đi, thật vậy nếu như thế nào? Nếu mà cái tài sản đó đó, nếu cái châu báu đó đó, chitti katathe na ha, nếu mà cái tài sản đó với cái nghĩa là cái gì, là đáng được ngưỡng mộ, là được kính trọng, là được ngưỡng mộ, là được ước ao như vậy ha, thì tathagato quá ratanang thì đứng Như Lai cũng là cái vật báu như vậy. Bởi vì sao? Tathagate thật vậy ha, uppanne trong khi mà xuất hiện, trong khi mà có cái sự xuất hiện của một vị Phật, một vị đứng Như Lai như vậy đó, thì yeke chi mahe sakha. Ở đây chúng ta động từ sẽ là hiện tại ngôi thứ ba số nhiều mà có rôn tiếng như vậy, hòa hợp với lại ye mahe sakha ở đây. Điều của Manusa đây, để điều của Manusa đây, chủ từ đây.
tức là chư thiên và nhân loại ha. Kê chí tức là chư thiên và nhân loại nào mà má he sắc kha để tính từ, mang nghĩa rằng là gì? Má hành tá cộng sắc kha ha. Tức là có cái gì? Có cái khả năng, mang nghĩa rằng có đại thần lực như vậy. Thì khi mà sự xuất hiện thực vậy, khi sự xuất hiện của Đấng Như Lai nát Chitti Karankaronti, thì không có cái sự mở ngưỡng mộ tôn kính đối với một người nào khác. À, chủ từ như vậy, xin lỗi, chủ từ trước cái đã. Khi mà có sự xuất hiện, khi mà có sự xuất hiện của Đấng Như Lai, thì bất kỳ mà chúng sanh chư thiên và nhân loại nào mà có đại uy lực đó, cũng không có cái gì, cái sự kính ngưỡng đến một người nào khác, mà nó canh chí anh nhân bu chen tí, và cũng không có cúng dường đến bất kỳ cái vật gì khác. Mang nghĩa rằng tức là khi mà Đức Phật mà xuất hiện ở đời đó, thì Ngài chói sáng ở đời như vậy, vượt xa những cái chúng sanh, ngay cả những cái vị mà gọi là chứng đắc thiền, các vị phạm thiên vân vân. Rồi đây, tathā hi brahma sahambati sine rumatena ratanadamena tathāgatam bhujesi yathā palañca anye deva marusācya bimbisāra kosala rājya anatha bindika dayo. Thật vậy cũng giống như là cái gì, cũng giống như phạm thiên ha. Brahma sahambati là chủ từ đây này, bhujesi đây là bất định khứ người ta ba số ít, hòa hợp là chủ từ đây này. Thật vậy khi mà phạm thiên sahambati là như thế nào, bhujesi là cúng dường đến Đức Như Lai, ratanadamena ha. Ở đây chúng ta tách ra tức là Ratana cộng với Đa Má nha. Ratana có nghĩa là châu báu, đá quý, là ngọc báu. Mà Đa Má đó, Đa Má ở đây chúng ta dùng nghĩa trung tính, mang nghĩa rằng đó là cái gì, là sợi dây. Trong trường hợp này ta là cái gì, cái vòng hoa đấy nha. Như vậy đó là Phạm Thiên Samati đó, khi mà thỉnh cầu đến Thế Tôn á, hãy thuyết pháp đó, thì Ngài đã cái gì, Ngài đã cúng dường ha, vị ấy đã cúng dường đến Như Lai bằng một cái vòng hoa, bằng châu báu ha, mà được tạo, mà bằng ha, ở đây là Sineru Matena, và cái kích cỡ nó khoảng chừng là bằng cái ngọn núi Sineru như vậy. Tất tha các tăng Pujesi rồi nhất tha bà lành chắc anh nhì đề qua một nước xa. Động từ cho cái câu sau này cũng là sẽ được hiểu ngầm trong đây à. Sử dụng lại luôn. Ở đây đề qua một nước xa. Là chư thiên và nhân loại. Và Bimbisara Kosala, tức là ám chỉ đức vua. Bimbisara là sứ Kosala, là vua của cái sứ này. Là ra chá ra này. Vua của cái sứ Kosala này. Hoặc như là Anathabindika cộng với Adayo ha. Adi đó, Adi, Adi là chủ từ. Như vậy là các vị mà gọi là các vị mà có cái lòng mà kính ngưỡng, các vị mà gọi là được người đời mà tôn kính như vậy, ví dụ vị Phạm Thiên Samati là được là một vị sáng tạo chủ, nơi mà gọi là các bà la môn tin tưởng rằng vị đó là người sáng tạo trên thế gian ha. Thì cũng có việc đi đến thỉnh cầu Đức Thế Tôn và cũng như cúng dường phòng hoa như vậy. Và hơn nữa là chư thiên và nhân loại bao, và bao gồm luôn cả đức vua Bimbisara, khi mà đề cập là trên chư thiên coi phạm thiên đó, thì sẽ phạm thiên Sambati là cao ha. Rồi bắt đầu tới chư thiên sẽ có những điểm chư thiên cao tột nha. Rồi đến cõi người đó thì cũng là vua một cái xứ mà gọi là quốc độ mà gọi là to lớn như vậy, cũng đi đến gọi là kính ngưỡng Đức Thế Tôn nha. Rồi ngay cả một cái ông triệu phú khi mà đứng về gọi là phân cấp từ lớn cho đến bé đó, đến một vị mà gọi là phú gia như vậy, thì cũng là ông ta đã bên cá ha, cũng là có lòng tính thành đức Phật vậy. Yatha palañca anye ở đây thì chúng ta nhất tha ba lăng thì chúng ta dùng cái nghĩa trạng từ, có nghĩa là dựa vào cái năng lực như vậy.
Cho nên Anya Dewa Manusa là những cái vị mà chư thiên và nhân loại khác bao gồm Đức Vimisara cũng như ông Anathapindika cũng cái gì Tatha các tăng Bu Chia Sĩ cũng cúng dường đến Như Lai nha. Đấy. Cũng có sự tôn kính Như Lai Bu Chia Tí hay như vậy. Rồi hơn nữa là cái gì nữa? Chúng ta sử dụng cái động từ phía phía trên này xuống nè. Parinibbu tăng, Pakawan tăng. Như vậy đó là đối với Đức Thế Pakawan tăng là đối với cách này. Tức là khi mà Đức Thế Tôn viên tịch ha, Parinibbu tăng đó là quá khứ phân từ đó. Rồi đây chúng ta coi động từ. Động từ ở đây là viharasahas, không phải patitha bê xí ha, bất định khứ vậy. Mà trước đó chúng ta có một quisak chia toa, bất biến quá khứ phân từ để chia cùng cách, như là patitha bê xí này, bất định khứ luôn đấy. Mà quisak chia toa thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là trải ra. Nó còn có nghĩa là sử dụng đó, bởi vì sao trường hợp chúng ta sẽ là channa vũ tí cô tí đa năng. Cô tí đa năng, đa năng là tài sản, nhưng cô tí là 10 triệu cái tài sản này. Channa vũ tí, channa vũ tí ở đây là chá cộng như na vũ tí nha. Na vũ tí có nghĩa là 90. Chá ở đây là số 6 đó, mà lại là 96. 10 triệu như vậy là 960 triệu cái đồng vàng đã bỏ ra. Buddhisa. Chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì liên hệ đến hả? Mà ai bỏ ra như vậy thì cái chủ từ cho các mà patitha besi, patitha besi động từ sai khiến ha, còn động từ patitha, patitha tí tức là sắp đặt, thiết lập. Mà patitha besi tức là sai người thiết lập. Quý hara họ như sai người xây dựng. Quý hara sasa ní tức là 1000 cái tử viện. Phía trên này chúng ta có chắc quốc ra si ha, tức là 84000 cái gì cái tu viện ha, 84000 tu viện. Mà sakala chambudibe trong toàn cõi mà chambudibá này, mà ai là chủ tư? Sẽ là Asoka Maharaja, tức là vị đại đế Asoka đã chi ra cái số tiền, đã sai người ha, đã chi ra cái số tiền là bao nhiêu, là 960 triệu đồng vàng đó. Khi mà Đức Phật mà viên tịch ha, chi ra cái số tiền như vậy để làm cái gì? Để sai người kiến tạo lên 84000 cái ngôi bảo tháp như vậy để thờ mà xá lợi của Đức Phật trên khắp mà cõi mở Chambudibá này hả? Rồi cô bán nó qua đồ anh nghe sang Chitti Karanang. Như vậy ở đây chúng ta là cô qua đồ. Ở đây cô ba đôi chưa chủ từ nha, tạm từ chúng ta được hiểu ngầm ba ná nhưng ở đây ta là anh nhe sang chít ti cara năng. Nhưng mà đối với những cái vật mà đáng được ngưỡng mộ khác đó, thì ở đây hả? Ở đây chúng ta này nghĩ rằng tức là đức vua đại đế Asoka là người sau khi bỏ ra 960 triệu đồng vàng đó, rồi đã sai người kiến tạo 84000 ngôi bảo tháp trên khắp mở xứ Chambudibá vào khi mà gọi là Đức Phật viên tịch, là sau khi Đức Phật viên tịch như vậy hơn 200 năm đó hả? Rồi cô qua đô. Chữ qua đá ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là gì? Tức là cái lời nói hả? Mà qua đá nó còn có nghĩa là cái gì? Là danh tiếng nữa, cái danh vọng. Mà qua đá nó còn có nghĩa là cái sự mà cái thời pháp nữa. Tức là cái việc cái lời nói đó. Mà qua đá nó còn có nghĩa là cái học thuyết hoặc như cái niềm tin, cái trường phái nữa.
Như vậy là còn với lời nói nào? Có bốn nghĩa. Như vậy chúng ta sẽ là cô qua đô vô tí, tức là nói đến ai nữa đối với việc mà gọi là ngưỡng mộ khác nào khác hả? À, như vậy tức là cái gì? Tức là khi mà trình bày ra một loạt bao gồm luôn cả các vị mà đại phạm thiên, rồi các vị mà chư thiên nhân loại, riêng cả mà vua chúa vào thời mà Đức Phật còn tại thế, cũng như các vị mà phú gia vào thời ấy, và ngay cả khi mà sau khi Đức Phật viên tịch như vậy hơn 200 năm rồi, đó là Đức Vua Asoka xuất hiện nhỉ? Và cũng là làm những công việc đó là vô tiền khoáng hậu như vậy, tức là từ trước giờ chưa ai có thể mà làm được như vậy. Tức là hộ độ tăng chúng, thanh lọc tăng chúng, rồi bắt đầu đó là cho hai người con xuất gia, rồi truyền bá Phật giáo, cũng như là cho xây dựng 84.000 bảo tháp như vậy nhỉ? Để cho thờ cái xá lợi của Đức Phật để khắp, để truyền bá gọi là giáo pháp, thì là chín hướng nha, để khắp cái nước mà Chăm Bú Đi Bá như vậy, không những Chăm Bú Đi Bá mà còn các nước lân bang ha, chín hướng như vậy. Cho nên đó là cái gì, cô Qua Đô còn nói ai nữa đối với cái việc mà gọi là tôn kính, đối với việc mà gọi là tôn kính nè, đối với việc đó là bậc mà đáng tôn kính như vậy đó, thì còn kể ai nữa? Là những bậc mà đã thù thắng như vậy đã liệt ra hết rồi. Đây. Rồi ở đây tức là cái gì? Abhijja kassanyasa pari bhutasami jati bodhi dhamma cakkappavattana parinibbanapphanani patimma jati yadini wa odissa evang cittikara garukaro pavattati yatha bhagavato. Động từ đây chúng ta sẽ thấy là bhagavatati. Bhagavatati. Chủ từ ở đây chúng ta sẽ là cái gì? Như vậy đó là Chittikaraka, sẽ là Chittikaragarukaro. Giống như là Đức Phật Yatha Bhagavato. À rồi. Bhagavatati đó là ngôi thứ ba số ít ha, hòa hợp với Garukaro ở đây. Tức là người mà có cái ân đức. Garukaro tức là trọng yếu. Bhagavatati ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Là có ha. Nó có nghĩa là tiến hành, mà nó cũng có nghĩa là trở nên, hoặc như là có đấy. Như vậy là có cái người mà đáng kính cao tột nào khác giống như Đức Phật. Đáng kính cao tột như vậy nè, giống như Đức Phật. Tức là Bodhisattva, tức là liên hệ đến cái gì? Đến cái việc mà gọi là Patimma Cetiyani. Chúng ta tách ra là Patimma cộng với Cetiyá ha. Cetiyá có nghĩa là cái gì? Là đền đài ha. Còn Patimma chúng ta dùng theo nghĩa tức là gì? Tưởng. Cái từ này Patimma và Cetiyá tức là hình tượng và đền đài ha, hình tượng và đền đài. Chúng ta có qua phía sau là hoặc nè. Và Ani ở đây chia cùng cách với là cái gì? Một loạt cái từ phía trên luôn. Từ cái cha tiếp bồ đi ha, tên là cái nơi mà nơi sanh của ngài, nơi sanh của bậc giác ngộ. Rồi hơn nữa tên là đâm mấy chiếc kapakotana, tên là nơi chuyển pháp luân. À xin lỗi, chúng ta cho là cha tí là một chỗ, cha tí là một chỗ, tên là nơi sanh của ngài. Bồ đi tên là cái sự giác ngộ, tên là cái nơi mà giác ngộ. Tại vì cái nơi ra đây tên là cái thana phía sau này, tên là những cái nơi mà liên hệ đến cái gì, đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, tên là nơi mà đảng sanh của ngài, nơi thành đạo của ngài, và nơi chuyển pháp luân, cũng như là nơi
Parinibbana hay chúng ta tách ra Jati là một chữ, Bodhi là một chữ, Dhamma Cakkappavattana là một chữ, cũng như Parinibbana là một chữ và Thana hả? Alo. Dạ không có nhu cầu. Dạ rồi. Cách xanh nhé. Tức là cách xác anh nhé nha. Cách xác. Cách xác cộng với anh nhé xác. Parinip Buddhasa cộng với Abhi. Ở đây như vậy là cái tiệp viên tịch hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây nhỉ, và sau chúng ta sẽ học tiếp nhỉ. Sẽ xin kết thúc bài học hôm nay tại đây nhỉ. Phần phước phát sanh và chia sẻ phát kinh nhân đến tất cả chư thiên và xin chia đời đến tất cả các vị. Ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lành trong pháp của Đức Phật Gautama và để kết thúc bài học kính thỉnh tất cả các vị mọi người bằng công đức đã sanh năng chia rằng kita tu ba lần. Buddha sanh năng chia rằng kita tu. Buddha sanh năng chia rằng kita tu. Buddha sanh năng chia rằng kita tu. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Chúng con kính trinh ơn sư ạ. Xin mời cả lớp nghỉ ạ.